Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nam Quốc Thịnh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn cho các bạn về cách lắp đặt để kết nối thanh chống đa năng Jimmy Chết giữa hai cây 3m lại với nhau. Thông thường thì người ta sử dụng thanh chống đa năng để ứng dụng vào lắp đặt các hệ thống giá đỡ dùng cho hệ treo. Và ngày nay thanh chống đa năng được sử dụng để làm giá đỡ để cho các tấm pin năng lượng mặt trời ở ngoài trời. Vì người ta cần một cái đoạn dài để người ta lắp tấm pin, nên cần cái chiều dài nó phải dài hơn 3m. Vì thế chúng tôi muốn giới thiệu cho khách hàng về cách lắp đặt để kết nối giữa hai thanh chống đa năng lại với nhau được dễ dàng. Tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về các phụ kiện để nối thanh chống đa năng hai cây lại với nhau. Trên tay tôi đó là kẹp nối thanh chống đa năng, mã sản phẩm là NQT1065 tại Nam Quốc Thịnh. Lỗ bu lông là 12mm nha các bạn. Độ dày của bánh nối này là 3mm. Khoảng cách tâm lỗ là 60mm. Chiều dài của cái nối này là 90mm nha các bạn, để kết nối hai con bu lông lại với nhau. Còn đây là cái nối 4 con bu lông, mã sản phẩm là NQT1067, lỗ bu lông là M12. Độ dày của nó cũng là 3mm nha các bạn. Và đây là cái cũng là cái kẹp nối thanh chống đa năng, nhưng mà chúng ta sẽ đặt nó vào bên trong này để giữ, để nối lại thanh chống đa năng với nhau. Mã sản phẩm của cái mã này là NQT4377, bắt được cho hai con bu lông. Còn đây là nối thanh chống đa năng 4 con bu lông, chiều dài của nó là 180mm. Khoảng cách mỗi cái bu lông này là M12. Độ dày của cái nối này là 4mm. Đây là những cái phụ kiện vật liệu của nó là mạ kẽm điện phân trắng sáng. Còn đây là những con bu lông để tôi sẽ kết nối giữa thanh chống đa năng và cái kẹp nối này ạ. Còn đây là thanh chống đa năng 41x41, độ dày 2mm, vật liệu là thép mạ kẽm, hay tôi gọi là tôn tráng kẽm. Tên tiếng Anh của nó là Galvanized Iron Steel. Về khoảng cách tâm lỗ là cái quy cách độc lỗ của chúng tôi là lỗ oval, chiều dài của nó là 25mm nha các bạn, là khoảng cách từ vị trí này đến vị trí này là 25mm. Và khoảng cách để bắt bu lông là M12. Nếu các bạn bắt những con bu lông nhỏ hơn thì chúng ta sẽ kết nối bằng cái đệm hay là cái lông đờn để ta gắn vào cho nó không có bị tuột ra ha. Đây ạ. Đây là hai cái điểm G để nếu mà thông thường thì khách hàng sử dụng một cái con tán lò xo gắn vào đây để bắt cho bu lông hoặc ti ren. Cũng có thể là chúng ta bắt được cho những cái kẹp SKI để cho giữ những cái hệ ống như là ống luồng dây điện thép, ống luồng dây điện PVC hay là ống PPR. Nó có nhiều cái loại ống để chúng ta kết nối gắn vào cái thanh chống đa năng này ha. Đây ạ. Đây là cách thứ nhất để tôi nối thanh chống đa năng lại với nhau theo cái mã sản phẩm của chúng tôi là NQT1065, kết nối là hai con bu lông lại với nhau. Hiện tại tôi đang sử dụng con bu lông là M8 nhân cho 25mm, vì nó hơi nhỏ nên tôi sử dụng là cái con lông đờn M12 để tôi giữ cho nó không bị tuột nha các bạn. Nếu các bạn tại công trường có bu lông M10 và M12 đều sử dụng được rất chuẩn hơn ha. Vâng, bên trong của nó là
cái con tán để tôi siết lại nha. Và bây giờ tôi lắp nối thanh chống đa năng với cái mã sản phẩm của tôi là NQT1067 qua 4 con bu lông để kết nối và giữ chặt cho hai cái thanh chống đa năng này lại với nhau nha các bạn. Đây ạ, các bạn thấy không? Rất là cứng ha. Đây là cách thứ hai để kết nối hai thanh chống đa năng lại với nhau nha các bạn. Tôi hướng dẫn cho các bạn về cách thứ ba để kết nối hai thanh chống đa năng lại với nhau. Đây là cái mã sản phẩm NQT4377 kết nối với hai bu lông nha các bạn. Đây à. Về cái nối này thì chúng ta sẽ ốp hai cái thanh chống đa năng vào bên trong, và cái nối này nó có thể bảo vệ được bên ngoài ha. Dạ. Chúng ta siết chặt lại thì nó sẽ giữ được chặt thôi ạ. Vì cái này tôi chưa có siết chặt lắm nên nó hơi còn ấy nha các bạn. Khi mà chúng ta thi công thì nó sẽ cứng hơn. Và đây là tôi hướng dẫn cho các bạn làm sao để nối thanh chống đa năng lại cũng thôi. Dạ. Rất giữ. Tôi giữ nó rất là chặt và kiên cố ạ. Vì đây là thanh chống đa năng đột lỗ nên ta có sẵn cái lỗ để ta kết nối được bu lông lại với nhau ha. Và đây là cách thứ ba nối thanh chống đa năng ha. Giờ là cách nối thanh chống đa năng thứ tư, kết nối với cái mã sản phẩm phụ kiện thanh chống đa năng của tôi là NQT1377, được giữ bằng 4 con bu lông các bạn. Đây ạ. Chúng ta sẽ khóa chặt bằng tán bên trong và hai bên đây nó được bảo vệ bằng hai cái ốp thật là kiên cố và vững chắc. Các bạn thấy không? Đây là cái thanh chống đa năng 3m kết nối lại với nhau. Đây ạ. Và tôi đã giới thiệu cho các bạn về 4 cách để nối thanh chống đa năng Unichurch đột lỗ lại với nhau theo quy cách là 41 x 41 mm. Về thanh chống đa năng thì chúng tôi có 3 loại vật liệu là vật liệu tôn tráng kẽm, thép mạ kẽm nhúng nóng và inox 304. Khi khách hàng cần loại nào thì chúng tôi có thể sản xuất theo cầu loại đó. Nếu các bạn cảm thấy video này hay hữu ích, mình xin mời các bạn hãy đăng ký kênh và đóng góp nhiều thông tin để chúng tôi có nhiều cái động lực để làm thêm nhiều kiến thức mới gửi đến quý khách hàng. Xin chào các bạn.